Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dự án được lăn pool ở trên sàn Binance và hướng dẫn cho các bạn cách uh, stacking cái đồng BNB hoặc là đồng BUSD để có thể farm cái đồng token của nó là ký hiệu là DAR nhé Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút về cái dự án này Dự án có tên là MyDalania Thì các bạn có thể check uh, cái nội dung của dự án này ở trên trang research của sàn Binance nhé đây là một dự án games nft à, được phát triển ở trên nền tảng của binance smart chain và là một thể loại play to earn các bạn người chơi khai thác và thu thập các vật phẩm trong trò chơi đấy cải thiện kỹ năng và thiết bị của họ để mở khóa bí mật của vũ trụ dalania này đấy, có các mỏ khác nhau và địa hình khác nhau cần được khám phá và chinh phục đấy, tìm kiếm các à, tài nguyên kỳ hiếm trong thế giới dalania và mã token của nó ký hiệu là dar nhé đấy ok à, uh, ở đây thì các bạn sẽ thấy là loại mã token thì nó là erc 20 và bip 20 nó sẽ có hai loại nhé và tổng cung tối đa là 800 triệu uh, token dir đấy, vòng quay ban đầu thì là 123 triệu 200 nghìn đấy, chiếm tới 15 tổng nguồn cung và phân bổ qua Binance Lampass uh, Lampool nhé Lampool chứ không phải Pass nhé các bạn phân bổ qua Binance Land Pool nó sẽ là 24 triệu à, D a DAR và thời gian bắt đầu là từ ngày 28 tháng 10. Đấy. Ok. Thì à, đây là một dự án rất là tiềm năng và nó được đặc biệt là nó được lăn pool ở trên sàn Binance thì nó còn tiềm năng nữa. Thì à, có hai cách để các bạn có thể à, kiếm được cái đồng này một cách free luôn là các bạn có thể staking cái đồng B BNB hoặc là staking đồng BUSD. Thì ở đây nó sẽ có các cái hồ bơi tức là các cái pool để các bạn có thể staking. Ví dụ các bạn staking đồng BNB thì nó sẽ chia sẻ cho các bạn lên tới là 80% cái pool. Đó là 19 triệu 200 nghìn token DIR. Và nếu như các bạn staking đồng BUSD thì nó sẽ chia sẻ cho các bạn là 4 triệu 800 nghìn cái đồng token DIR. Và chiếm khoảng 20%. Đấy thì các bạn sẽ thấy được cái tỷ lệ phân phối này nó đã có rất là chi tiết ở đây rồi đấy thì uh, ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là uh, cơ bản để các bạn có thể stacking để có thể nhận thưởng nhá thì các bạn truy cập vào cái đường link này này đây hiện tại là đang trong quá trình farming các bạn có thể thấy này thời gian farming nó kéo dài khoảng tầm 6 ngày thì các bạn có thể stacking cái đồng đấy, BNB ở đây thì mình không có BUSD nó không hiện nhá còn ở đây mình có một ít BNB để mình uh, review cho các bạn thôi ví dụ các bạn nhé các bạn nhấn vào stack này và các bạn chọn số lượng đồng BNB mà các bạn muốn stack đấy thì các bạn nhấn stack lại đấy, ở đây thì số lượng nó phải là không chấm tối thiểu là 0.01 đấy thì cái khi mà các bạn có đủ uh, số lượng tối thiểu là 0.01 BNB trở lên đấy thì các bạn có thể vào stack và các bạn có thể khai thác ra được cái đồng DIR này và cái uh, phần trăm lợi nhuận khai thác thì nó tùy thuộc vào cái khối lượng uh, bnb được stack vào hiện tại các bạn có thể thấy đã có uh, gần 8 triệu bnb được stack vào để khai thác được cái đồng dir này rồi đấy thời gian khai thác này đấy nói chung là đây là một dự án rất là ok thì nếu mà các bạn muốn stack cái đồng BUSD thì các bạn vào đây các bạn stack đấy các bạn ấn vào phần stack nếu và các bạn chuẩn bị sẵn cái đồng BUSD và các bạn ấn vào phần stack để các bạn có thể stack được cái đồng DAR này nhá đây là một dự án game nft và nó khá là tiềm năng thì hy vọng là nó sẽ tương tự giống như dự án ở trên sàn binance Đấy, thì nó sẽ x5, x10, thậm chí là x100 Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiền Sư Phụ nhé Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video à, Mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại